B vô cơ thì nó tổng hợp ATP, đó là lượng trữ ATP. Còn khi mà nó vận chuyển, nó cung cấp năng lượng thì là ATP thành ADP và B vô cơ là năng lượng. Thì đó ngược lại, thì ra nó có khả năng tổng hợp các chất chủ yếu cần thiết cho hoạt động cơ thể như enzyme hô hấp và protein, tại vì nó cũng có cái các hạ cái chức năng trong đó luôn. À, các nguyên cơ một chức năng đi đâu ta? Còn xin được phải cứ xin. Có phải nó là cung cấp năng lượng không hay hết xin được. Hay lại. Ăn hai chức năng nữa. Trên thứ nhất là giải phóng thực hiện ứng oxy quá khử, giải phóng điện tử. Thứ hai là vận chuyển điện tử đến để tổng hợp ATP. Và thứ ba là thực hiện phản ứng phân giải ATP và cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào. Cái đó cho một cái enter nó xong. Rồi vậy là ba cái chức năng của hạt cơ bản là thực hiện ứng oxy hóa khử và giải phóng điện tử. Thứ hai là vận chuyển điện tử đến để tổng hợp ATP là cái chủ chịu điện tử và thực hiện ứng phân giải ATP cung cấp năng lượng cho cái hoạt động tế bào. Rồi cứ qua chức năng của vi thể. Tổng hợp năng lượng nó là nhà máy sản xuất năng lượng mà. Nên là tổng hợp năng lượng, sau đó là cung cấp năng lượng. Hai cái đó mình nhớ trước là mình ra được hai ý chính rồi đó. Là nơi tổng hợp năng lượng dưới dạng hợp chất cao năng ATP, là nơi cung cấp năng lượng chủ yếu cho hoạt động sống của tế bào. Và hai cái phản ứng này nó ngược nhau. Một cái là ADP cộng B vô cơ với năng lượng tạo hợp ra tổng hợp ATP. Còn khi mà mình cung cấp thì mình phải phân giải cái ATP. ATP là chính là năng lượng dự trữ. Nên khi mà mình cung cấp thì là ATP là vế đầu. Là ATP ra ADP cộng B vô cơ và ra năng lượng cho hoạt động của tế bào. Rồi ngoài ra mình nhớ cái quá trình mà hô hấp á, thì có cái chuỗi chuyển điện tử. Do đó trong cái matrix á, thì nó sẽ có chứa cái enzyme chuyển điện tử. Các enzyme của chu trình phosphorin hóa luôn thì nó sẽ thực hiện quá trình oxy hóa đường, đường phân này, axit béo, axit amin và các chất khác. Và năng lượng giải phóng trong quá trình đó được tích vào cái liên kết cao năng ATP. Đây là thứ nhất là tổng hợp, thứ hai là cung cấp năng lượng, thứ ba là có hệ thống enzyme để cung cấp trong cái quá trình hô hấp để tổng hợp lên ATP. Để nó chuyển nó oxy hóa ha. Có chứa các enzyme chuyển điện tử, enzyme của chu trình, các chu trình của hô hấp. Và cuối cùng là khả năng tổng hợp các chất chủ yếu. Tại sao nó tổng hợp? Nó phải có tổng hợp để nó có thể sử dụng trong quá trình
cô hấp của nó. Trong cái chất nền của nó có các enzyme nè, các anen vòng đôi, ARN, ribosome tinh thể. Do đó nó vẫn có thể tổng hợp được các chất cần thiết như là các enzyme hấp của protein cho nó. Do đó chức năng của tinh thể là mình nhớ cái tinh thể hay là có hai lớp màng, màng ngoài và màng trong. Màng trong thì nó có những cái tấm năng lượng có đính các hạt, thì giữa màng trong và màng ngoài là cái gọi là cái xoang ha. À, màng trong thì chia hai xoang, thì từ màng trong với màng ngoài gọi là xoang ngoài, còn xoang trong là từ màng trong cho đến chất nền đó là xoang trong. Thì trong những cái tấm năng lượng đó có các hạt đính vô đó là cơ bản, và có ba chức năng là oxy hóa và giải phóng, hai là vận chuyển điện tử, và thứ ba thực hiện phân giải ATP cung cấp năng lượng tế bào. Đó là cấu tạo của tinh thể. Cấu tạo tinh thể mình qua được chưa? Là tóm lại cái tư cấu tạo tinh thể đó là mình nhớ nó là có hai lớp màng, màng đôi ha, cái màng kép của nó, màng ngoài và màng trong. Giữa hai màng là xoang ngoài, từ màng trong vào cái chất nền là xoang trong. Trên cái màng trong thì có những cái thành những tấm răng lược, thì những tấm răng lược đó có các hạt cơ bản. Thì hạt cơ bản có ba chức năng, thứ nhất là thực hiện phản ứng oxy hóa, vận chuyển điện tử, giải phóng điện tử và vận chuyển điện tử để tổng hợp ATP. Nó vận chuyển điện tử đến cái chuỗi chuyển điện tử á, để nó tổng hợp ATP và thực hiện phản ứng phân giải ATP trong cái vấn đề cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào. Rồi chức năng mình nhớ hai chức năng chính của nó là tổng hợp ATP, hai là cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào. Thứ ba là mình nhớ đến cái chuỗi chuyển điện tử á, thì mình nhớ là nó có hệ thống enzyme chuyển điện tử và enzyme trong các chương trình rét oxy hóa với protein hóa để thực hiện quá trình tổng hợp năng lượng cho tế bào. Và cuối cùng nó là có khả năng tổng hợp các chất chủ yếu hoạt động cho tinh thể như các enzyme hấp và protein, bản thân nó tự cung cấp cho nó. Do đó chức năng nó là có bốn chức năng chính. Thứ nhất, tổng hợp ATP. Thứ hai, cung cấp năng lượng, tổng hợp ATP để dự trữ. Thứ hai là cung cấp năng lượng cho hoạt động sống của tế bào, là nó phân giải ATP á, ATP thành ADP cộng B phốt vô cơ và năng lượng, cung cấp hoạt động năng lượng tế bào. Còn tổng hợp năng lượng là nó có cái enzyme chuyển điện tử, enzyme trong quá trình tham gia của chuỗi hóa học thì nó sẽ tổng hợp ra ATP. Thì ATP chính là ADP cộng B vô cơ cộng năng lượng sẽ tổng hợp ra ATP dự trữ. Đó là ba chức năng ha. Còn chức năng cuối là nó sẽ tự cung cấp cho nó, vì nó cũng có cái enzyme này nọ luôn, và enzyme, và nó sẽ tự tổng hợp ra các chất cần thiết cho hoạt động hô hấp của nó, đó là enzyme hô hấp và protein. Đó là các chức năng của tinh thể. Và bây giờ mình qua cái câu này là các giai đoạn trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp mình nhớ là nó sẽ có một cái giai đoạn đường phân, một giai đoạn vào chu trình rét và cái chuỗi chuyển điện tử. Mình nhớ là cái bài cũ xí ha. Đó là quá trình hô hấp của tế bào. Thì thứ nhất là cái giai đoạn đường phân xảy ra trong tế bào chất thì tạo ra piruvat. Từ từ piruvat này mình sẽ tạo ra cái acetyl CoA. Thì acetyl CoA chính là cái chất mà sẽ tham gia vào chu trình rét trong tinh thể. Rồi những cái chất mà tạo ra trong cái đường phân với chu trình rét thì nó sẽ chuyển điện tử đến cái chuỗi chuyển điện tử để tổng hợp ATP. Do đó mình sẽ có ba giai đoạn này ha. Thứ nhất là đường phân, thứ hai là xảy ra trong tinh thể cái chu trình rét và cái chu trình cái chuỗi chuyển điện tử xảy ra tại màng trong của tinh thể. Thì đây là cái quá trình mà hô hấp của tế bào. Thì thứ nhất là hô hấp tế bào là xảy ra trong tế bào nè, oxy hóa chất dinh dưỡng kèm theo tổng hợp ATP. Chất dinh dưỡng là sao? Và nó oxy hóa các đường nè, axit béo nè, axit amin và các chất khác, thì nó sẽ tạo ra, do đó nó
sẽ là oxy hóa các chất dinh dưỡng. Đổi năng lượng sinh hóa từ đường chất béo protein thành ATP. Và oxy là chất nhận điện tử cuối cùng. Hợp chất điện hữu cơ là chất cho điện tử là đường nữa. Ngoài ra còn có các coenzyme nát phát là chất mang điện tử. Khi có chất nhận điện tử thì sẽ có chất mang điện tử mà có chất cho điện tử chứ không phải nó nhận trực tiếp. Thì ở đây á, cái quá trình hô hấp thì là chất hữu cơ là đường, axit béo nữa là các chất cho điện tử và oxy là chất nhận điện tử. Và ngoài cái chất mà mang đến á, là coenzyme nát và phát. Thì đây là mình tổng hợp ha. Thì trong cái giai đoạn này đường phân là từ 100 tới một chất thì từ một gluco sẽ tạo ra 2 piruvat, 2 nát H, 2 nát khử và 4 ATP. Còn chu trình prep thì trong tinh thể thì nó sẽ tạo ra từ piruvat nó sẽ tạo ra 6 nát, 2 phát khử, 4 CO2 và 2 ATP. Còn chuỗi chuyển điện tử thì trong tinh thể nó tạo ra khoảng 34 và 8 ATP. Cái câu này câu tổng hợp. Câu này mình nhớ ha, là một glucose thì sẽ ra hai piruvat, hai nát khử. Còn 4 ATP thực tế là 4 ATP mình trừ cho hai cái ATP đã xài thì chỉ còn 2 ATP thôi. Rồi chu trình prep thì từ 1 ra 6. 2 phát, 4 CO2 và 2 ATP. Còn chuỗi điện tử thì tạo ra 34 và 8 ATP. Cái đường phân ở trong tế bào chất còn hai chu trình sau ở trong tinh thể. Tại vì sao chị đã mất á? Không nhớ giờ nhiều. Sáng nhỏ ta mất là đèn, quên đem trà. Rồi mình qua cái câu mà lứa là sinh chất của bộ Golgi, mình tóm lại cho cái câu này nhé. Tất cả đều nằm trong tế bào chất. Thì lứa nhám thì gần nhân để tổng hợp đầu tiên, vì nó có ribosome. Còn cái lứa trơn thì xa nhân. Sau cái lứa là chất là sẽ là bộ máy Golgi. Đây là mình được tóm lại hai câu ở trên thôi. Thì cấu trúc giống như mình học thêm một bài ôn lại của hai câu kia thôi chứ không có các con mới. Hệ thống xâm nhược và ống thông có gắn hạt đương sơn, còn bên kia là không có phân bố các tế bào chất và không có hạt đương sơn. Thì mình lại mạng đơn vị, mạng đơn thôi chứ không phải là mạng kia. Rồi cái Golgi thì các mạng dẹp, các túi dẹp theo hình vòng cung á. Chức năng thì có hạt thì tổng hợp protein xuất bào và các protein cấu tạo nên thành tế bào. Còn trơn thì tổng hợp lipid chuyển hóa đường phân hủy chất độc hại tế bào. Rồi còn cái Golgi thì gắn các đường vào protein được tổng hợp ở lớp vi sinh chất hạt, tổng hợp số học môn từ đó tạo ra các túi và nó bao bọc như là túi tiết lysosome và sau đó thu gom bao gói biến đổi và phân phối sản phẩm đã tổng hợp đến. So sánh lứa lượng sinh chất và bộ máy Golgi. Bộ máy Golgi hoặc là bây giờ mình qua đến nhân ha. Nhân thì mình sẽ nhớ từ ngoài vào trong. Là ngoài là sẽ có màng nhân. Sau đó là ở trong là dịch nhân. Rồi sau đó nhiễm sắc chất và hạt nhân. Đó là có ba cấu trúc của nó ha. Thì màng nhân thì có màng trong, màng ngoài và phản gian
ngoài thì nói với mạng lưới nội chất nhám, mạng trong thì gắn với lăng nhân nhân và cấu trúc khác. Là mạng trong thì sẽ gắn với những cái thành phần ở trong nhân á, và mạng nhân không có khả năng phục hồi như là những cái màng tế bào. Các protein cái thấm của nó cũng khắt khe hơn, không phải protein nào thấm qua màng được thì nó đều được vào trong nhân. Nó sẽ cho phép những cái gì qua được và không qua được khắt khe hơn là màng sinh chất, hơn là màng tế bào. Và màng nhân không liên tục mà nó sẽ có những lỗ nhân để sau khi tổng hợp các RNA thông tin thì nó sẽ chuyển từ lỗ nhân ra ra ngoài để tiếp tục quá trình tổng hợp protein. Do đó ở đây người ta nói chức năng thì màng nhân tham gia quá trình tổng hợp và chuyên trở các chất, tham gia quá trình sinh tổng hợp protein. Vì mặt ngoài màng nhân có đính các hệ ribosome. Còn dịch nhân là cái dịch bên trong thì tất cả những cái bào quang nào nó cũng sẽ có dịch nhân á, có dịch nè, như là matrix là tỷ lệ của cái dịch nè, thì tất cả những cái dịch đó thì sẽ chứa những cái enzyme, những cái chất cần thiết cho hoạt động của nó. Thì ở đây dịch nhân thì gồm có các protein, các enzyme. Các enzyme đường phân là các enzyme trao đổi axit nucleic, còn các enzyme tham gia quá trình trao đổi nucleic. Các thành phần thuộc RNA luôn. Đến nhiễm sắc chất thì đây là cấu trúc của nhiễm sắc chất thay đổi khác nhau từng cơ thể. Bản chất là cái ADN nhiễm sắc thể. Đặc trưng với cái hình dáng của nó sẽ đặc trưng ở kỳ giữa của trong quá trình phân bào. Gồm có ADN, protein histone và các protein không histone của nhiễm sắc thể. Và nó sẽ gói gọn thành cái nhiễm sắc thể ha. Cái chất nhiễm sắc của nó gọn lại. Còn ngoài ra có hạt nhân. Hạt nhân thì cũng hình cầu. Nó thay đổi tùy theo các tế bào, sinh lý các tế bào. Cái tổng hợp càng nhiều protein thì hạt nhân nó sẽ kích thước nó càng to. Thì hạt nhân thì tham gia quá trình sinh tổng hợp protein của nhân. Hạt nhân tổng hợp RNA ribosome. RNA ribosome sau khi được tổng hợp sẽ được tích trữ trong hạt nhân trước khi đi ra tế bào chất. Do đó cái ribosome sẽ được tổng hợp ở trong hạt nhân và chuyển ra ngoài. Do đó khi nói đến nhân là mình sẽ nhớ đến là ADN gen. Thì cái đặc điểm quan trọng của nhân chính là mang thông tin di truyền và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và điều hòa, điều khiển hoạt động sống. Trong các quá trình nó cũng là tổng hợp luôn. Tại vì nó tổng hợp ra rồi ribosome, nó sao chép ADN, tổng hợp RNA thông tin, những cái gì cần thiết nó tổng hợp ra. Do đó tham gia vào quá trình hoạt động sống luôn. RNA vận chuyển, RNA ribosome, RNA thông tin đều được tổng hợp trên khuôn mẫu ADN. Sau khi tổng hợp xong nó sẽ chuyển lên tế bào chất để tổng hợp protein. Và tất cả những cái enzyme hoặc là các chất điều hòa trong các quá trình mà sao chép phiên mã hay gì đó, tất cả đều là do protein điều hòa nó kiểm soát. Thì tất cả protein này đều được tổng hợp trong từ do cái khuôn mẫu ADN này ra. Thì nếu cần mà tổng hợp cái protein nào thì nó sẽ tháo xoắn cái đoạn đó và nó tổng hợp đúng protein đó cho cơ thể. Đó là cái chức năng của nhân tế bào. Vậy là mình sẽ tóm lại là nó sẽ là mang thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là sao chép ADN. Rồi điều hòa, điều khiển hoạt động sống, nghĩa là tổng hợp protein được là do nó tổng hợp các nguyên liệu trong quá trình phiên mã, dịch mã, như là RNA ribosome, RNA vận chuyển, RNA thông tin từ cái khuôn mẫu ADN. Thì các protein này sẽ tham gia vào cấu trúc hoặc là điều hòa các phản ứng sinh hóa hoặc đọc sống của tế bào. Do đó nhân là một cái thành có cấu trúc rất là quan trọng. Rồi bây giờ mình qua ha. Các nhân có hiểu chưa ạ? Mình mở cánh rồi sao?
như tế bào vi khuẩn đó đó. Ở ngoài là màng, bên trong là gì? Dịch nhân. Thì trong dịch nhân thì có những sắc chất. Những sắc chất có ba đè, rồi trong đó nó có hạt nhân. Ha, là bốn thành phần. Đó. Hạt nhân hả? Hạt nhân thì mình nhớ tới hình cầu. Rồi ha. Rồi tham gia quá trình tổng hợp adenosine. Nó đặc biệt cái hạt nhân đặc biệt nó là tham gia cấu tạo lên ribosome nha. Nó tổng hợp lên cái ribosome, ARN ribosome. Nếu mà mất hạt nhân thì không tổng hợp ARN ribosome. Do đó cái quan trọng mình ghi những cái chính là hình cầu, độ lớn thay đổi vào cái cường độ tổng hợp protein. Và hạt nhân tham gia vào tổng hợp protein của nhân. Và ngoài ra nó cũng là nơi tổng hợp ARN ribosome. Rồi, như đó đó. Chức năng là mình nhớ rồi, chứa gen, gen là mang thông tin di truyền, truyền thứ hệ này sang thứ hệ khác, và sao chép ADN. Thứ hai nữa là nó sẽ tham gia tổng hợp các ARN, tham gia vào quá trình tổng hợp đầu tiên như ARN vận chuyển, ARN thông tin, ARN ribosome. Do đó nó xây dựng nên các protein cần thiết cho hoạt động sống của tế bào. Rồi ba cái chức năng, mấy chức năng đó của nhân á. Uống nước cho đỡ buồn. Có cái cầu kia ta. Nhân qua được chưa hả? Bây giờ mình qua quang hợp nha, mình hô hấp rồi giờ mình đến quang hợp. Quang hợp nè. Câu cuối thì dễ lắm. Giờ quan hợp đi. Dạy hòn. Câu 14 dạy hòn lòn. Và mỗi lần khi mà mình nói đến quan hợp thì mình nhớ đến là lục lạc. Giờ chút nữa tiếng đi. Sắc lạc. Mà thường người ta hay nhớ đến lục lạc là nhiều. Nhưng thật ra sắc lạc nó tóm lại chung là sắc lạc. Tại vì có một phần không thể thiếu của cái caroten ha. Là caroten. Do đó mình nói sơ luôn về sắc lạc luôn. Thì cái lục lạc thì nó chứa cái gì mà tốt, chlorophyll. Do đó những cái cơ thể tế bào nào có chứa chlorophyll là có thể thực hiện chức năng quang hợp. Nhưng riêng cái vi khuẩn thì nó không có trong lục lạc mà nó chỉ là cái màng phiến thôi. Rồi, cái một tế bào thì mình sẽ thấy có nhiều lục lạc. Mà trong một lục lạc á, thì có nhiều cái màng đôi thylakoid. Nó xếp thành từng túi. Do đó mình sẽ thấy là cái lục lạc. Đây là những cái màng túi mà do cái màng cái thylakoid nó tạo thành màng túi. Thì mỗi cái màng túi này nó sẽ tạo ra một cái hạt. Thì đây là nguyên cái lục lạc của mình. Thì có nhiều hạt. Thì nhiều hạt này có cái túi thylakoid nó kết hợp lại nhau tạo thành nhiều hạt. Thì trong cái theo lục lạc thì có nhiều hạt và mỗi hạt có nhiều túi như là có ít xếp chồng lên nhau. Mình nhớ cái hình á thì mình tưởng tượng ra xem ha. Đó, mỗi tế bào thì có 20 đến 100 lục lạc lận. Thì trong mỗi lục lạc á thì nó sẽ có hạt và cơ chất. Thì các hạt á thì nó gồm có nhiều màng cho nó quét xếp thành các túi chồng lên. Một lục lạc thì có 50 hạt, có khoảng 50 hạt. Và mỗi hạt thì có nhiều túi thì là có ít. Hơi lạ không? Trong tế bào thì có nhiều lục lạc. Đây là một lục lạc ha. Thì trong lục lạc nó có nhiều hạt. Thì mỗi hạt này là có khoảng 50 túi không? Là đây là nhiều túi, mà mấy túi này là do cái màng thylakoid tạo nên. Nghĩa là trong tế bào có nhiều lục lạc, mỗi lục lạc có nhiều hạt, mà mỗi hạt là có nhiều túi, mỗi túi là thylakoid. Đức à. Thì Đức rồi nha, thôi rồi đóng mở rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì Đức là bữa cô hai cái này cô. Trong cái lá nó có nhiều lắm. Có nhiều lục lạc. Mình rồi. Thì Đức mình cắt ra một cái lục lạc thôi. Một cái lục lạc thì nó ra đây nè. Cái hình này không rõ lắm. Thì nó có nhiều cái hạt. Mỗi hạt này nó có những cái túi dẹt chồng lên nhau. Thì những túi dẹt đó chính là có đời cương mà chưa giải đó. Đây là một hạt. Đây là một hạt. Thì những cái hạt này là có những cái màng khi là quýt nó làm thành từng túi. Do đó một hạt có nhiều túi. Một lục lạc có nhiều hạt. Mỗi hạt có nhiều túi. Mỗi túi là những màng khi là quýt tạo làm. Do đó là mỗi tế bào thì có chứa lục lạc từ trước chlorophyll, đó là trung tâm thờ ứng. Mỗi tế bào có chứa 20% lục lạc. Mỗi lục lạc thì có hạt và cơ chất. Thì mỗi hạt á thì cho là cái màng thi là quýt tạo nên. Đó. Thì ngoài cái lục lạc mình có lạc caroten, nó luôn đi kèm với lục diệp lục. Thì gồm có caroten và xanthophyll. Thì nó giúp là lọc ánh sáng và bảo vệ diệp lục khỏi ánh sáng cường độ cao và hấp thu ánh sáng mặt trời truyền cho diệp lục sử dụng. Do đó nó cũng không có phải là không có vai trò trong quá trình bảo hợp. Do đó mỗi khi mình nói đến thô hấp là nhớ thi thể, nói đến lục lạc quang hợp là nhớ đến lục lạc. Thì lục lạc thì có sắc lạc, trong đó có caroten, cái lọc caroten nó cũng làm da, nó bảo vệ diệp lục và truyền năng lượng ánh sáng mặt trời cho diệp lục. Thì quang hợp mình sẽ có hai pha, pha sáng và pha tối. Nó nguồn với hô hấp. Hô hấp là mình tổng hợp ha. Hô hấp là mình dùng các chất dinh dưỡng như là đường để oxy hóa ra, là từ đường phân á, là oxy hóa ra tạo ra năng lượng. Thì nguyên riêng cái quang hợp thì ngược lại, thì nó lấy năng lượng ánh sáng mặt trời, nó tổng hợp ra chất hữu cơ. Hô hấp là chất hữu cơ chuyển sang năng lượng. Còn cái quang hợp là năng lượng chuyển sang ánh sáng cho chất hữu cơ. Thì nó có hai pha, pha sáng và pha tối. Thì pha sáng thì xảy ra trong màng thylakoid, là trong các hạt. Còn pha tối thì xảy ra trong cơ chất stroma. Chức năng thylakoid là biến quang năng thành hóa năng. Thì nó sẽ nhận cái năng lượng ánh sáng mặt trời. Thì các màng thylakoid nè, cái nhiều độc tố, các sắc tố sẽ có hai hệ thống quang hóa, 1 và 2. Nói nhớ những cái gì thôi nha. Thì diệp lục hấp thụ ánh sáng mặt trời, nghĩa là từ cái caroten nó hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời, nó chuyển đến diệp lục. Diệp lục chuyển qua cái chlorophyll là trung tâm thờ ứng. Chlorophyll, sau đó nó tổng hợp ra ATP và NAD. Thì nó qua cái quang phosphorin có vòng và không vòng để tạo ra ATP. Cuối cùng sản phẩm pha sáng của mình là ATP, NAD và oxy. Nắng rồi á, chăm sóc nó nhiều lắm luôn á nha. Nó có ngày con. Rồi đến pha tối thì nó sẽ sử dụng cái sản phẩm của pha sáng để tổng hợp những chất hữu cơ. Thì mình nhớ là pha sáng của mình cái sản phẩm là ATP và NAD thử và oxy ha. Do đó là tại sao nó sau với quá trình quang hợp thì mình sẽ có oxy là do nó tạo ra trong cái pha sáng này. Do đó buổi sáng mà mình đi tập thể dục á thì oxy nó khuếch tán không khí nhiều lắm là do thải ra trong quá trình cái quang hợp này. Do đó thường mình tập thể dục buổi sáng cây xanh thì tốt là do quá trình quang hợp này. Thì sau khi tổng hợp ATP và NAD ở trong cái pha sáng thì nó sẽ chuyển sang tổng hợp chất hữu cơ trong pha tối. Thì pha tối nó sẽ tạo ra đường. Thì tùy vào nhóm thực vật nên xảy ra ba cái đường trong pha tối khác nhau để tổng hợp lên glucose ha. Ví dụ chu trình canvin nè, chu trình huxlac nè và chu trình cam là tùy theo thực vật. Ví dụ thực vật C3, C4 và thực vật cam được cô cắt luôn cho rồi từ những phần đó.